Xin được chào mừng các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại bản tin bóng đá mới nhất của Khanh Béo TV. Sau đây là những tin chính liên quan tới bóng đá Việt Nam, mời các quý vị và các bạn tại cùng theo dõi. Qatar đã dừng chân tại vòng tứ kết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Qatar thua Nhật Bản khi thủ môn đã bị đuổi. Và trên sân Bin Hamad ngày 25 tháng 4, nhiều cổ động viên của Qatar chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đội bóng của họ đã nhận bàn thua ngay từ giây phút 65. Và khi Fadilala chuyền về thiếu quan sát để cho Fuki Iamada cướp bóng rồi sút như trái phá từ sát vạch 16m50, khiến cho thủ môn Abdullah chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng sớm giúp cho Nhật Bản thăng hoa, các cầu thủ khách liên tục phô diễn kỹ thuật dê qua hàng loạt những người đang đứng trước đội bóng của Nhật Bản. Đánh gót chuyền bóng trái lại, Qatar không thể giành bóng để tổ chức tấn công. Sau nửa hiệp đấu thì chủ nhà không có pha dứt điểm nào đi đúng hướng khung thành. Nhưng bất ngờ xảy ra ở phút thứ 24 thì một tình huống bóng bổng và Alouy đơn độc trong vòng cấm nhưng chọn vị trí chuẩn xác đánh đầu tung lưới của Nhật Bản để gỡ hòa một đều. Nếu như số 19 của Qatar xuất sắc thì số 19 của Nhật Bản là Hoshoya lại gây thất vọng trong quãng thời gian này. Anh gần như mất tích khi hiếm hoi có được cơ hội ở phút 38 thì đệm chệch cột dù trong khung thành đã rộng mở. Điểm nhấn duy nhất của Hoshoya là góp mặt trong tình huống khiến thủ môn Qatar bị thẻ đỏ ở phút thứ 39. Khi băng ra ngoài vòng cấm đánh đầu phá bóng thì thủ môn của Qatar đã tranh thủ đạp vào bụng của tiền đạo Nhật Bản. Sau khi tham khảo VAR thì trọng tài Hana Hattab rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn của Qatar. Sau đó thì thủ môn của Qatar bật khóc và trên đường rời sân, khi bước vào đường hầm anh còn quỳ sụp xuống ôm đầu và thất vọng. Khi thiếu người, Qatar lại tỏ ra quyết tâm hơn, thậm chí vươn lên dẫn trước. Ưu điểm của chủ nhà trận này là tấn công không nhiều nhưng luôn tận dụng tốt các tình huống không chiến. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 diễn ra thì một cầu thủ của Qatar đã bật cao đánh đầu và đón được quả phạt góc và đã đánh đầu tung lưới của thủ môn Nhật Bản, làm hàng chục nghìn người cổ động viên có mặt trên khán đài nhảy lên ăn mừng sung sướng. Tuy nhiên, Qatar không thể bảo toàn cái tỷ số của mình lâu để cho Nhật Bản gỡ hòa trong tình huống giống hệt cách họ đã vươn lên dẫn 2-1 ở phút 68 do công của Kimura đánh đầu cận thành và sau đó cú đá phạt góc của đồng đội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2. Sau trận thắng này, đội bóng xứ mặt trời mọc tạo ra sức ép nghẹt thở khiến nhiều cầu thủ Qatar rơi vào tình trạng quá tải, bị căng cơ, chuột rút. Tuy nhiên thì đội bóng áo xanh không cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng, trong đó tiền đạo ra sân thay người Tuta Fuzio có tới 3 cơ hội ngon ăn nhưng đều đánh đầu hoặc sút ra ngoài khung thành. Thưa quý vị và các bạn, bất phân thắng bại, Qatar và Nhật Bản đưa nhau vào hiệp phụ. Các cầu thủ chủ nhà trong tình trạng cạn kiệt thể lực đã không thể đứng vững. Người ghi bàn tạo bước ngoặt trận đấu cho Hoshoya, tiền đạo đã chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Số 19 cài người đón đường chọc khe thuận lợi của Araki trước khi sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 101. Và hết quyền thay người, Qatar gồng mình chịu trận trong những phút tiếp theo và bất lực trong việc ngăn chặn Nhật Bản. Mọi hy vọng của họ đã bị đặt dấu chấm hết ở phút thứ 113 khi thủ môn Alineder đẩy được cú sút của Sota Kawasaki nhưng không đồng đội nào kịp băng về để hỗ trợ để cho Uchino Kataro đá bồi ấn định tỷ số 4-2 giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Nhật Bản là đội thắng trong trận đấu giữa Iraq và Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được và muốn gửi đến các quý vị và các bạn, những người hâm mộ trong và ngoài nước đang theo dõi U23 châu Á năm 2024. Và tiếp theo là những thông tin liên quan tới đội bóng Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua, trận bóng giữa Hàn Quốc và các cầu thủ Indonesia đã diễn ra một trận cầu tuyệt vời. Và sau đó thì các cầu thủ Indonesia đã chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc. Và sau đây là những diễn biến của tình huống giữa đội Hàn Quốc và các cầu thủ Indonesia. Mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe và cùng theo dõi ngay sau đây. Loại U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia lập kỳ tích vào bán kết U23 châu Á. Rạng sáng ngày 26 tháng 4, U23 Indonesia đánh bại Hàn Quốc
11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên tiến vào bán kết giải U23 châu Á. Sau hai chiến thắng ở vòng bảng, sức mạnh của U23 Indonesia vẫn bị đặt dấu hỏi. Đến vòng tứ kết, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đập tan mọi hoài nghi bằng màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch. Trời xuất sắc, cộng thêm yếu tố may mắn, đội bóng xứ vạn đào tạo ra bất ngờ lớn nhất giải đấu. U23 Indonesia thoát bàn thua ngay ở những phút đầu trận khi va giúp trọng tài phát hiện lỗi việt vị của cầu thủ Hàn Quốc. Sau đó, đại diện Đông Nam Á làm chủ khu vực giữa sân, tổ chức những pha tấn công vỗ mặt dựa trên sự ăn ý của bộ đôi Rafa Entrak và Marcelino Ferdinand. Ngay phút 15, Indonesia mở tỷ số sau siêu phẩm dứt điểm từ ngoài vùng cấm của Struck. Đến phút 32, U23 Indonesia tiếp tục có pha phối hợp đầy ăn ý giữa vòng vây của hàng thủ Hàn Quốc. Cú dứt gót của Struck mở ra khoảng trống cho Marcelino, tuy nhiên số 7 lại dứt điểm chệch cột. Ở bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc tấn công đầy bế tắc và chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những tình huống bóng bổng. Sau bàn thắng bị tước ở phút thứ 8, đại diện Đông Á phải nhờ đến một pha bóng may mắn ở phút 45 mới có bàn gỡ hòa. Cú đánh đầu của cầu thủ Hàn Quốc đi trúng Komang Chegu, đổi hướng khiến thủ môn Hernando bó tay. U23 Hàn Quốc giảm nhịp độ, chờ tiếng còi của trọng tài. Tuy nhiên, bất ngờ một lần nữa xảy ra. Phút 45+3, Lee Kang-hee che chắn bóng bất cẩn, tạo cơ hội để Struck vượt lên, dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Indonesia. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với những thống kê khó tin. U32 Indonesia cầm bóng 52%, sút 7 lần, 3 trúng đích, trong khi Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn một lần dứt điểm. Sang hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc về Indonesia. Các cầu thủ Hàn Quốc tấn công bế tắc, thậm chí họ còn mất luôn tiền đạo chủ lực Lee Jang-jun vì thẻ đỏ. Với 10 người trên sân, U23 Hàn Quốc phòng ngự kiên cường và chỉ cần một cơ hội để gỡ hòa 2-2. 5 cầu thủ Indonesia lùi về nhưng không thể ngăn cản Jeong Sang-bin thoát xuống, đặt lòng hạ Hernando. U23 Indonesia có lợi thế hơn người nhưng không thể tận dụng để ghi thêm bàn bởi các mắt xích trên sân đều đã xuống sức. Hai đội hòa 2-2 trong cả hiệp phụ để rồi phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Loạt luân lưu kéo dài đến tận lượt sút thứ 12, Hernando đã xuất sắc cản được hai cú sút, qua đó giúp U23 Indonesia giành vé vào bán kết với tỷ số 11-10. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong tiến sát vé dự Olympic. Nếu giành hạng 3 trở lên, U23 Indonesia sẽ có vé dự thẳng Olympic Paris 2024. Nếu đứng hạng 4, U23 Indonesia sẽ phải đá thêm trận play-off liên lục địa với U23 Guinea. Và đó là những thông tin trong bản tin bóng đá mới nhất sáng ngày hôm nay của Khai Béo TV. Xin cảm ơn các quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong những thông tin và trong những chương trình tiếp theo. Mong quý vị hãy ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những thông tin mới nhất từ Khai Béo TV. Xin được chào và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.